Ok, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và mời mọi người cùng mình trải nghiệm một cặp loa nghe nhạc Bookshelf đến từ thương hiệu của Monitor. Thì đây là một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Và mẫu loa ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là mẫu Monitor Bronze 100. Thì đây là một dòng loa thuộc phân khúc Bronze Series của Monitor. Thì theo như hãng giới thiệu trước đây thì mẫu này được kế thừa khá là nhiều từ những đàn anh tiền nhiệm trước như là Monitor Silver và Monitor Bronze. Thì liệu mẫu loa này sẽ có những điểm gì đặc biệt? Thì bây giờ mình mời mọi người cùng mình vào phần nội dung của video này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế của mẫu loa này nhé. Thì như mọi người có thể thấy, trước mặt của chúng ta là mẫu loa Monitor với cái thiết kế đơn giản theo kiểu hình hộp chữ nhật, và thùng loa được làm bằng rổ với kích thước là chiều cao là 38cm, chiều ngang là 23cm và cũng như là chiều sâu là 32cm. Về màu sắc thì loa cho chúng ta được 4 màu lựa chọn, đó chính là màu đen, màu trắng và màu nâu vân gỗ Vanus ở đây, và cũng như là một màu rổ nó sẽ sáng hơn một chút xíu. Thì theo mình đánh giá thì nó có thiết kế khá là đơn giản và có gì đó đậm chất của châu Âu. Nó không có cầu kỳ cũng như là không có bo tròn giặt góc gì cả. Nó giữ nguyên một cái thiết kế nó mộc mạc nhất có thể, cho mọi người có thể dễ dàng đặt ở những cái không gian nó hiện đại cũng được, và hoặc là những không gian cổ điển một chút xíu vẫn được. Về mặt trước của chiếc loa cho chúng ta một cái củ loa chép một inch ở phía trên 25mm, một củ loa mid bass là 273mm, và phía dưới là một cái logo Monitor được chạm nổi ở đây, được in nổi ở đây. Về mặt sau của chiếc loa thì chúng ta có thể thấy sẽ có một cái lỗ âm bass phản xạ ở phía trên. Ở phía dưới nó sẽ có 4 cọc đấu dây loa và cũng như là những cái thông tin cơ bản như là tên sản phẩm, nơi sản xuất, để cho mọi người có thể nắm rõ nhiều hơn. Riêng về phần cọc đấu dây loa thì mình cảm giác thích ở một điểm, đó chính là nó có thể hỗ trợ cho chúng ta đấu vi quay trên cặp loa Bookshelf này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thông số kỹ thuật của chiếc loa này. Thì loa có dải tần đáp ứng từ 52Hz cho đến 25kHz. Khi mà chúng ta đặt ở phòng khách, phòng thoáng, và trường hợp chúng ta đặt ở trong phòng ngủ kín hơn thì có thể đặt đến 36Hz cho đến 30kHz. Loa có độ nhạy là 87dB và công suất của loa theo như hãng công bố là 100W cho mỗi loa. Tiếp theo là về phần công nghệ được áp dụng cho mẫu monitor này. Thì như phần đầu video mình cũng đã giới thiệu thì monitor này được kế thừa từ những đàn anh đi trước là monitor Silver và monitor Ron. Thì nó được áp dụng một công nghệ cho củ chép của mình, đó là công nghệ Seacam Random. Thì với công nghệ này thì màn chép được làm bằng kim loại, nó sẽ là một hợp chất giữa nhôm và magie. Phủ bên ngoài là một lớp rớm mạ vàng giúp cho màn lo của chúng ta sẽ được nhẹ và cứng. Thì cái điều này sẽ giúp cho lo có thể tái tạo được dãy chép lên đến 30kg. Ngoài ra thì củ chép được sử dụng thêm một cái ống dẫn sóng UD như thế này. Và bên ngoài của nó, như mọi người có thể thấy đây, những cái mặt màn lưới của nó được nhà hãng tính toán về mặt âm học khá là kỹ, và sẽ giúp cho tiếng chép của chúng ta sẽ trở nên chi tiết hơn và nó phân tán đều hơn trong môi trường. Về phần củ bass thì dòng monitor này được áp dụng công nghệ DCM. Thì đây là một công nghệ giảm chấn giúp cho củ bass của chúng ta sẽ cho ra cái tiếng bass gọn gàng hơn, dứt khoát hơn. Và một phần công nghệ này giúp hạn chế những cái âm thanh cộng hưởng khi mà tiếng bass của chúng ta rung động và nó sẽ cộng hưởng trong cái bên trong của thùng loa này. Ok, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình trải nghiệm chất âm thực tế của chiếc loa monitor này. Mình sẽ ghép nó cùng với một chiếc âm ly đến từ thương hiệu của Acam, cũng là một thương hiệu của Anh Quốc luôn. Và mọi người cùng mình thẩm âm xem chất âm của chiếc loa này như thế nào nhé. We'll be right back.
Ok, thì mọi người vừa được trải nghiệm chất âm thực tế của mẫu monitor Zero 100 này. Thì theo như mình đánh giá về chất âm của dòng loa này thì nó sẽ khá phù hợp cho những dòng nhạc như jazz, nhạc có nhiều nhạc cụ, có nhiều tiết tấu, nghe rất là gọn và trung thực. Về điểm yếu thì mình cảm nhận được ở đây, mình cảm thấy mình không thích một điều, đó là âm bass của nó nghe nó gọn gàng thôi, nhưng không có được cái độ sâu lắng nhất định. Nó sẽ hơi kén cho những anh chị mà thích nghe những dòng nhạc như trữ tình. Còn một điểm mình cảm giác được khi mình nghe trên mẫu monitor này về việc ghép amply, thì mẫu này theo mình đánh giá thì nó hơi kén về mặt ghép amply. Bởi vì khi mà mình ở đây mình ghép với khá là nhiều mẫu am, như là am Denon, am Yamaha, rồi như mẫu amply Akam mà các bạn vừa được nghe, thì mình thấy thì nó sẽ phù hợp hơn cho những mẫu am mang phong cách của châu Âu, đến từ châu Âu. Nó sẽ hài hòa hơn, nó sẽ thể hiện tái tạo âm thanh nó tốt hơn. Còn riêng về các mẫu amply như Denon, Yamaha hoặc là những mẫu khác thì mình cảm giác nó không có phù hợp với cái màu âm của chiếc loa này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất về những sản phẩm mới và cũng như những cái phối ghép mới mà Thiên Vũ giới thiệu đến cho mọi người. Nếu mọi người có những góp ý nào khác thì có thể comment ở phía dưới, và cũng như mình đã để những thông tin về mẫu loa này ở đường link trong phần mô tả. Một lần nữa xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.